Minh Jin khoe quà xịn từ Tiên Nguyễn và bạn bè, cộng đồng mạng réo tên Tăng Thanh Hà vì điều gì? Sau thời gian dài kín tiếng về chuyện có bầu cùng ông xã Philip Nguyễn, mới đây nhất Linh Jin đã có động thái đầu tiên sau khi hạ sinh con gái đầu lòng. Những món quà bạn bè, người thân dành tặng cho gia đình đã được cô tiết lộ và gửi lời cảm ơn. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, theo thông tin mà Philip Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân, cộng đồng mạng đã ngầm xác nhận Linh Jin đã vượt cạn thành công. Con trai tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn từng hé lộ tên ở nhà của em bé là cà rốt. Mới đây, gia đình đã tiết lộ tên thật của bé được đặt là Caroline. Đến ngày 1 tháng 12, mẹ bỉm đã có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội. Linh Jin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, người thân, cảm ơn những lời chúc từ ông bà, các bác, các cô, các chú, ba mẹ đỡ đầu của em bé. Ba mẹ cháu vào cuộc sống bỉm sữa lưu được nhiêu đây hình ảnh, còn lại đều lưu hết trong tim rồi. Qua bài đăng, con dâu tỷ phú Jonathan đã gửi lời cảm ơn và đính kèm hình ảnh của những món quà mà bạn bè, người thân đã dành tặng cho gia đình nhỏ nhân ngày đón thành viên mới. Trong đó có Huyền Baby, mẹ đỡ đầu của nhóc tỷ đã tặng trái cây và gửi lời chúc mừng đến gia đình. Đặc biệt, Tiên Nguyễn, em gái Philip Nguyễn cũng dành tặng cháu chiếc đầm và giày hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại không thấy món quà của vợ chồng Tăng Thanh Hà nên đã liên tục đặt ra những câu hỏi. Dù có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên xuất hiện bên nhau nhưng Hà Tăng chưa có động thái trong ngày Linh Jin chào đón nhóc tỷ. Tăng Thanh Hà từ sau khi lấy chồng đã trở nên kín tiếng và rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình lên mạng xã hội. Vậy nên khán giả đã suy đoán khả năng cao nàng ngọc nữ màn ảnh đã không công khai trên mạng xã hội nhưng vẫn âm thầm thăm hỏi và tặng quà chúc mừng. Trong bài đăng, Linh Jin có nhắc đến các bác của nhóc tỷ, có thể bao gồm vợ chồng Hà Tăng. Nhiều năm qua, gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn được khán giả đặc biệt quan tâm về cuộc sống đời tư của các cậu ấm cô chiêu. Trong đó, truyền thông từng một thời phải đảo điên vì sự xuất hiện của hai nàng dâu nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng, đó là Tăng Thanh Hà và Linh Jin. Trước khi làm dâu hào môn, Tăng Thanh Hà đã gây dựng được sự nghiệp vững chắc và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Sau khi cưới Louis Nguyễn, cô dành thời gian tập trung chăm sóc gia đình, con cái, chuyển hướng kinh doanh riêng và hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp. Hà Tăng từng tốt nghiệp ngành thương mại tại Đại học RMIT. Linh Jin cũng là một cái tên có sức ảnh hưởng trong giới trẻ trước khi lấy chồng. Cô nàng từng góp mặt trong các cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011. Trong đó, đáng chú ý nhất là chương trình thực tế The Look. Không chỉ làm người mẫu, người đẹp Hà Thành còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như MC, ca sĩ và diễn viên. Bà xã Philip Nguyễn từng góp mặt trong một số bộ phim như Giấc mơ hạnh phúc, Lời nói dối ngọt ngào, Sát thủ online. Cô cũng có thành tích học tập đáng nể khi là cựu du học sinh ngành nghệ thuật tại Đại học Mỹ thuật London. Năm 2023, sau khi thời gian 4 năm yêu nhau, Linh Jin và Philip Nguyễn chính thức nên duyên vợ chồng vào ngày 23 tháng 3. Nam doanh nhân cầu hôn bạn gái từ đầu năm 2022 và cả hai có một năm để cùng nhau chuẩn bị hôn lễ. Linh Jin và Philip Nguyễn tổ chức tiệc cưới ở Manila, Philippines trước khi báo hỷ tại Việt Nam. Đám cưới của hai người từng tốn không ít giấy mực của báo chí vì độ hoành tráng của lễ tiệc và sự viên mãn của cặp đôi đình đám thời điểm đó.